Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM cho biết là đang thụ lý hồ sơ vụ án bị can Nguyễn Phương Hằng cùng các đồng phạm sau khi Tòa án Nhân dân TP.HCM quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Tòa án Nhân dân TP.HCM đã trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp để điều tra bổ sung, làm rõ thêm các nội dung trong vụ án bị can Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm nhằm bảo đảm xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Tòa án Nhân dân TP.HCM đề nghị cần làm rõ hành vi của bị can Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm có dấu hiệu của tội làm nhục người khác hoặc vu khống theo Điều 155, Điều 156 Bộ Luật Hình sự hay không. Hành vi khách quan của các bị can là xúc phạm và làm mất uy tín của từng cá nhân. Hành vi này xâm hại trực tiếp đến khách thể là nhân phẩm, danh dự của con người, được pháp luật hình sự bảo vệ. Tôi thấy rằng các bị can có các dấu hiệu vi phạm của tội làm nhục người khác theo quy định tại Điều 155 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, bị can Nguyễn Phương Hằng cùng đồng phạm bị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Đây là vụ án được dư luận quan tâm, việc tòa trả hồ sơ để điều tra lại lệch tình tiết mới có thể làm thay đổi tội danh của các bị can. Ngày 30 tháng 6, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng để điều tra về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép qua biên giới. Các bị can bị khởi tố điều tra gồm Vi Văn Mai, Vùi Phù Xuẩn và Vương Thị Hương, cùng chú tại xã Cao Mã Pờ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 3 đối tượng trên đã bàn bạc thống nhất tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực cột mốc số 295 trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc, thuộc địa phận xã Cao Mã Pờ. Các đối tượng đã thu của mỗi người nhập cảnh trái phép 3.000 nhân dân tệ. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. Thưa quý vị, chiều 30 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên án đối với các bị cáo liên quan đến sai phạm tại dự án xây lắp nhà màng thuộc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Đồng Nai sau 3 ngày xét xử. Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Tuấn, 43 tuổi, nguyên Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Sinh học Đồng Nai, 13 năm tù. Nguyễn Hồng Đăng Khoa, 42 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty Nhà Nguyễn, kiêm nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nông nghiệp Công nghệ Cao Chí Nguyễn, 12 năm tù, cùng tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí. Các bị cáo khác nhận mức án từ 1 năm 6 tháng tù đến 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo Tuấn, Khoa là đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội, làm thất thoát tài sản của nhà nước rất lớn, gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động cũng như niềm tin của nhân dân đối với các cơ quan nhà nước. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra đang tập trung làm rõ giá sách giáo khoa, những dấu hiệu lợi ích nhóm trong việc sản xuất và phát hành. Nhiều năm qua, tình trạng viết, in ấn, phát hành giá sách giáo khoa đã gây bức xúc rất lớn trong dư luận xã hội. Trong đó, giá sách cao hơn mức sống của người lao động, nhất là người lao động nghèo. Bộ Công an đã giao Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03 vào cuộc điều tra. C03 đã xử lý việc in sách lậu, đang tập trung làm rõ tình trạng phát hành những loại sách giáo khoa, trong đó có những bộ sách tham khảo, điều tra về giá thành và các dấu hiệu lợi ích nhóm của nhà xuất bản giáo dục. Thông tin sẽ được cung cấp khi điều tra hoàn tất. Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cho biết, lần đầu tiên Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức kiểm tra toàn diện một nền tảng xuyên biên giới lớn ở Việt Nam, đó là TikTok. Hiện nay đoàn kiểm tra đang thực hiện các bước cuối vào tháng 7 và sẽ có công bố. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các bộ ngành liên quan triển khai kiểm tra toàn diện nền tảng TikTok từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 5. Nhiều bộ ban ngành cùng vào cuộc kiểm tra, chia sẻ trách nhiệm quản lý nền tảng xuyên biên giới. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam buộc một nền tảng xuyên biên giới ký thừa nhận sai phạm và có biện pháp khắc phục cụ thể. Theo báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, TikTok đã thực hiện việc chặn, gỡ tài khoản, kênh theo yêu cầu của cơ quan quản lý với tỷ lệ đáp ứng 92%, gỡ 415 link vi phạm và 149 tài khoản. Ngân hàng Nhà nước vừa có thông tư yêu cầu các tổ chức tín dụng không được cho khách vay vốn để gửi tiết kiệm, mua vàng hay là đảo nợ. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2023. Ngân hàng Nhà nước quy định các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cho vay đối với các nhu cầu vốn đầu tư kinh doanh thuộc ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của luật đầu tư.
mua, sử dụng các hàng hóa dịch vụ thuộc ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của luật đầu tư. Ngân hàng nhà nước cũng quy định không được cho vay để mua vàng miếng, để trả nợ khoản cấp tín dụng tại chính tổ chức tín dụng cho vay, trừ trường hợp cho vay để thanh toán lãi tiền vay phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình mà chi phí lãi tiền vay được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật. Ngân hàng nhà nước cũng cấm các tổ chức tín dụng không được cho vay vốn để gửi tiền, mục đích vay vốn để thanh toán tiền mua góp vốn của công ty chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc chưa đăng ký giao dịch trên sàn Upcom cũng sẽ không được vay vốn tại các tổ chức tín dụng. Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa công bố kết quả thanh tra việc bán bảo hiểm qua ngân hàng với 4 doanh nghiệp bảo hiểm. Bộ Tài chính chỉ rõ nhiều sai phạm, nhất là khâu tư vấn của nhân viên ngân hàng, nhân viên môi giới. Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm tiến hành thanh tra tại 4 doanh nghiệp bảo hiểm gồm Prudential, MB Ageas, Sun Life và BIDV MetLife. Các vi phạm điển hình như không tư vấn trực tiếp cho khách hàng hoặc không hướng dẫn đầy đủ thủ tục, hồ sơ, ngân hàng không bảo đảm chất lượng tư vấn bảo hiểm, dẫn đến khách hàng không hiểu rõ về sản phẩm. Nhân viên tư vấn cho người khác sử dụng máy tính bảng, mã số đại lý để hướng dẫn khách hàng nhập thông tin và không thực hiện đúng biểu phí bảo hiểm đã được Bộ Tài chính phê chuẩn. Sau thanh tra, Bộ Tài chính yêu cầu 4 doanh nghiệp bảo hiểm tăng cường công tác quản lý, giám sát, chấn chỉnh toàn diện đối với hoạt động bán sản phẩm bảo hiểm thông qua tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng. Doanh nghiệp bảo hiểm xây dựng quy trình kiểm tra, giám sát chặt chẽ, chủ động phát hiện, xử lý thiếu sót vi phạm trong quá trình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm. Bộ Y tế vừa ký quyết định thành lập 7 đoàn kiểm tra, giám sát, chỉ đạo công tác phòng chống sốt xuất huyết và tay chân miệng tại các tỉnh, thành phố trọng điểm trong tháng 6 và tháng 7. Các đoàn sẽ kiểm tra việc triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm 2023, công tác dự phòng, giám sát xử lý ổ dịch, tổ chức diệt bọ gậy lăng quăng, vai trò của chính quyền các cấp, ban, ngành, đoàn thể trong tham gia phòng chống bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết. Đồng thời kiểm tra việc thu dung, điều trị, truyền thông và đáp ứng phòng chống dịch, đoàn sẽ đánh giá, nhận định và đề xuất các giải pháp kiểm soát bệnh trong thời gian tới. Thưa quý vị, theo Tổng cục Thống kê cho biết, trong tháng 6, số vụ tai nạn giao thông đã tăng 17,7% so với tháng trước. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước, thì số vụ tai nạn giao thông giảm 12,9%. Tính chung 6 tháng đầu năm nay, cả nước đã xảy ra 4.970 vụ tai nạn giao thông, làm 2.865 người thiệt mạng và gần 3.500 người bị thương. Bình quân mỗi ngày cả nước xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông đã giảm 12,9%, số người thiệt mạng giảm 13,5%, nhưng số người bị thương tăng 2,3%. Thưa quý vị, từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 6, trên địa bàn tỉnh Hà Giang liên tục xảy ra mưa lớn, gây ra lũ ống, lũ quét và ngập lụt, làm thiệt hại nặng nề đến các công trình của nhà nước, tài sản và hoa màu của nhân dân tại một số địa phương. Tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, mưa lớn gây lũ ống, lũ quét, làm sạt lở đất đá và phá hủy các công trình đường xá, phúc lợi xã hội tại các xã Tân Lập, Tân Thành, Tân Quang. Tại xã Tân Thành, nhiều hộ dân nuôi cá tầm đa bị nước lũ cuốn trôi hàng chục tấn cá thương phẩm và gần 30 vạn cá tầm giống, ước tính thiệt hại trên 3,5 tỷ đồng. Còn tại huyện Vị Xuyên, mưa lớn kéo dài đã gây ngập úng một số tuyến đường liên xã và đường nội thị thị trấn Vị Xuyên, sạt lở vào nhà dân. Mưa lớn cũng gây ngập nước 15 hectare lúa, làm gãy đổ nhiều diện tích hoa màu, cây ăn quả, chuồng trại của nhân dân. Ước thiệt hại gần 1,5 tỷ đồng. Ngay sau khi nhận được thông tin, Ủy ban Nhân dân các địa phương của tỉnh Hà Giang đã nhanh chóng huy động lực lượng khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định cuộc sống cho nhân dân.